nhằm ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận, đặc biệt là những thành tựu sau 30 năm tái lập tỉnh 1992-2022. Các cuộc triển lãm ảnh đã được tổ chức để người dân địa phương và du khách đến tham quan thưởng lãm. Diễn ra từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 tại khuôn viên khu di tích Dục Thanh, thành phố Phan Thiết, triển lãm ảnh với chủ đề Bình Thuận triển vọng phát triển, trưng bày gần 200 hình ảnh đẹp về quê hương, văn hóa, con người và các điểm tham quan du lịch của Bình Thuận. Đặc biệt, triển lãm cũng giới thiệu các hình ảnh tư liệu về những chuyến thăm và làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong 30 năm qua, 1992-2022, tại trường Dục Thanh, nơi ghi dấu hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, triển lãm ảnh di sản văn hóa Bình Thuận, thành tựu và phát triển tại cụm đền Tháp Chăm Bô Sai Nư đã giới thiệu các danh lam thắng cảnh tiêu biểu, di tích văn hóa lịch sử và các lễ hội đặc trưng, giúp du khách có thêm kiến thức về vùng đất Bình Thuận và có lựa chọn cho riêng mình những điểm tham quan cảnh đẹp mà thiên nhiên ưu đãi cho vùng đất này. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 15 tháng 9. Thông qua các hoạt động triển lãm ảnh không chỉ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, mà còn góp phần bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị các di tích, lễ hội, danh lam thắng cảnh của địa phương, phục vụ phát triển du lịch. Những triển lãm ảnh trên sẽ góp phần tạo ra sự đa dạng phong phú cho các loại hình du lịch tại Bình Thuận để thu hút đông hơn lượng du khách đến tham quan nghỉ dưỡng, nhất là trong dịp lễ Quốc khánh sắp tới.